Thưa quý vị, trong những năm qua, học nghề luôn là một trong những ngã rẽ được học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông lựa chọn. Vì đây là hướng đi có nhiều lợi thế. Và để đáp ứng được nhu cầu này, các trường trung cấp đã có những ngành nghề hấp dẫn để thí sinh Gen Z theo học và phát triển bản thân trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, 30% học sinh sẽ phân luồng theo hướng học nghề hoặc các hướng đào tạo khác. Việc học nghề là một hướng đi phù hợp với những học sinh có học lực trung bình, không thể theo đuổi con đường học tập văn hóa hoặc điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần sớm có nghề nghiệp, có việc làm ổn định để phụ giúp gia đình. Tại trường trung cấp Việt Giao, dạy nghề thường sẽ có kiến thức mang tính học nhanh, làm liền, rất thực tế và thú vị. Với tính chất đào tạo tay nghề, sinh viên trường trung cấp Việt Giao được thực hành ngay từ năm nhất và làm quen với công việc từ sớm. Trong năm 2023, trường trung cấp Việt Giao dành 550 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo chất lượng cao, bao gồm quản trị khách sạn, hướng dẫn du lịch, quản trị bếp, ẩm thực, quản trị dịch vụ giải trí, thể thao, kế toán doanh nghiệp, quản trị mạng máy tính. Những ngành học này đều được xem là ngành nghề có nhu cầu nguồn nhân lực cao, khi tốt nghiệp ra trường sẽ có việc làm và thu nhập đáng mơ ước. Tốt nghiệp trung học cơ sở, chọn con đường học trung cấp, đây là một hướng đi theo kiểu là đi tắt đón đầu. Các bạn đến học trường trung cấp tại trường Việt Giao chúng tôi, các bạn ngoài các bạn học những ngành nghề các bạn yêu thích, các bạn sẽ được học cái hoàn chỉnh văn hóa bậc trung học phổ thông theo hướng tinh gọn giảm nhẹ, làm sao những cái chương trình văn hóa trung học phổ thông đó nó sát với thực tế để làm sao các bạn vận dụng được những kiến thức từ văn hóa trung học phổ thông, các bạn kết nối các chương trình học nghề, những cái ngành nghề các bạn học để rồi các bạn làm sao các bạn thực tế các bạn đi kiến tập, các bạn sẽ làm việc được ngay. Với xu hướng của thị trường lao động thời đại 4.0, ngày càng có nhiều phụ huynh hay chính học sinh tin tưởng vào chất lượng đào tạo của các trường dạy nghề. Đặc biệt, chính các nhà quản lý, điều hành ở nhiều tập đoàn, các doanh nghiệp lớn cũng phải thừa nhận chất lượng tay nghề của sinh viên từ trường nghề rất chất lượng, hoàn toàn yên tâm vào kỹ năng và thái độ của những lao động trẻ này. Với phương châm đào tạo sinh viên ra trường, lấy học sinh làm trung tâm, chất lượng giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, trung cấp Việt Giao luôn chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành cho các em với thời lượng chiếm 70% chương trình đào tạo, kết hợp cùng các kỹ năng mềm để sẵn sàng làm việc ngay khi tốt nghiệp. Trường trung cấp Việt Giao đang là hệ thống trường ngoài công lập xây dựng chương trình học phí tốt nhất dành cho học viên. Hiện nay, trường có chính sách giảm 15% học phí với sinh viên đăng ký nhập học trước ngày 19 tháng 5 2023. Giảm 10% học phí khi đăng ký nhập học từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2023. Đặc biệt, giảm 20% khi đăng ký nhập học và đóng học phí trọn khóa trước ngày 12 tháng 6 năm 2023. Như vậy, khi theo học tại trường, học phí trung bình chỉ hơn 1 triệu đồng một tháng, là mức học phí phù hợp với nhiều gia đình thu nhập thấp, giúp cho cánh cửa học tập vẫn rộng mở với các em học sinh ham học và mong muốn có nghề nghiệp ổn định. Những lao động trẻ chất lượng sẽ thích hợp với thị trường lao động trong và ngoài nước.